À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì đây có một bác khách rất là thân quen với những bác nào đã theo dõi bên em rồi. Bác này thì bác ở quận 7. Đấy, bác chơi đúng 2 tháng, bác lỗ ngày 15 triệu cho tất cả các bác về cặp dây loa này. Đấy, cặp ba lăng này nữa. Đấy, thì bây giờ sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác cùng tham khảo nha. Đấy, trước tiên thì đây. Đây nó chính là một cặp dây ba lăng Kimber KS. Đấy, 1136 gần như là đầu bảng hãng này. Cái thứ hai nữa là cặp dây loa LBS Black 3. Đấy, cực khủng luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem nha. Đấy, trước tiên thì em quay các bác về cặp dây ba lăng Kimber KS 1136 như này đây. Đấy, Kimber của nó này. Đấy, KS 1136 gần như là model đầu bảng của nó rồi nha. Đấy, series của nó trên cục lọc này, single follow này, các bác nhìn ra. Đấy, dây và đầu rắc là còn nguyên bản nguyên zin 100% cho tất cả các bác chơi. Đầu rắc của nó đây còn rất là đẹp nha. Đấy, bác chơi qua rồi nhưng mà còn cực kỳ đẹp này, các bác nhìn ra. Hai cặp ba lăng luôn. Đấy, bác ấy chơi bác nâng cấp của cả hai cặp. Thực ra thì bác ấy thì rất là nhiều dàn thôi. Bác chơi một thời gian bác lại bỏ. Đấy, đây các bác có thể nhìn này. Đấy, cặp ba lăng Kimber KS lõi bạc lá đan xoắn lại với nhau như thế này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, thì nó có bị một vết ở đây. Cái này thì bình thường thôi. Đây các bác nhìn không có gì cả này. Đó. Cái này chắc cái gì nó đè lên đó. Không có gì đâu. Dài 1,5 mét. Cặp này lúc trước các bác mua là 24 triệu nha. Bây giờ bác đang bán các bác mức giá là 16 triệu. Đấy. Bác chơi đúng 2 tháng, bác lấy cùng cặp với lại dây loa kìa. Đấy, cái này thì có hai cặp ba lăng Kimber KS 1136 nha. Đấy, cực kỳ là chất lượng, bác làm mà thích những cái chất âm mà nó có độ trong, tiếng nó sáng, bay bóng một chút thì các bác chơi những dòng này. Đấy, dây lõi bạc lá là các bác nhìn kìa. Đấy, lõi bạc lá có đan xoắn này. Cặp này thì 1136 thì nó gần như là model đầu bảng rồi. Đấy, còn những cái dòng rẻ hơn như 1036 hay là 1011 thì đấy là những cái dòng đời thấp. Đấy, của hãng Kimber, còn Kimber thì cái này thì nó là gần như model cao nhất rồi của hãng tính đến cái thời điểm hiện tại nha. Đấy, cặp này bây giờ các bác mua mới thì nó rất là mắc. Đấy, của hàng lướt thì các bác mua cũng phải tầm 28-30 triệu. Đó, thì ở đây bác lấy hai cặp để có 24 triệu một cặp thôi. Đó, hôm nay bác bán chỉ có 16 triệu. Đấy, Kimber KS 1136 nha các bác. Đó, bác chơi đúng chắc không được 2 tháng đâu các bạn, không được 2 tháng. Anh nhìn ra rất là đẹp. Rồi, kế đến thì đây, trước mặt các bác đây chính là cái cặp dây loa LBS Black 2, Black 3 nha. Các bác nhìn chưa? Cặp này là đấy bác lấy là 55 triệu, giá ngày hôm nay chỉ còn 40 triệu đây. Đây, dây loa LBS. Đấy, Black 2, đây các bác nhìn chưa? Giá cả này, những cái cặp này bây giờ các bác xem ở trên mạng hay trên web bây giờ nó bán bèo bèo nó cũng phải trên 50 nha. Các bác nhìn nào, LBS Black 2. Đấy, 0563 này. Đấy, thân dây của nó này. Đây, thân dây thì nó cực khủng rồi. Cái dây này nó dạng dây đơn nha các bác. Nó gồm 4 sợi đơn lẻ như thế này. Đấy, các bác nhìn ra. Những cái sợi vằn như này này. Đây là những cái sợi tiếp mát chống nhiễu của nó nha. Các bác nhìn ra. Dài 3 mét một vế. Đầy đủ bao bì cho các bác luôn. Đó, còn rất là đẹp. Lõi dây của nó thì đằng này lõi cực khủng nha. Các bác nhìn ra lõi dây của nó này. Đấy, lõi dây của nó đây. Các bác nhìn ra. Đấy, càng cua của nó này. Còn rất là đẹp. Đấy. Đấy. Dài 3 mét một sợi. Dây chống nhiễu hai chiều cho tất cả các bác nha. Cặp này thì cực khủng rồi. Ở Việt Nam mình cũng rất là hiếm về cái cặp dây loa là BS này nha. Thế nó không có phải nhiều đâu. Đây nó gồm 4 sợi đơn lẻ như thế này các bác nhìn nha. Đấy, bên này là gồm 2 sợi nữa này. Những bác nào mà đánh tan loi BV kép là cổ cổ những dòng đời cao các bác lên tham khảo về thêm cặp này này. Đấy, tiếng nó ra cực kỳ là hay. Đấy, chơi đúng 2 tháng lỗ 15 triệu cho các bác. Đấy, hôm nay bác bán cặp này 40 triệu nha. Nói là vậy thôi nhưng những cái dòng như này đó đồng đã cao cấp. Thực ra những bác làm chơi những cái đồ high end, đồ high end đến thời điểm hiện tại thì các bác cứ chơi đến những cái dòng dây loa như này thôi. Còn những cái dàn tầm trung trung các bác thì thực ra cũng không nhất thiết phải chơi đến những cái dòng dây loa cao cấp như vậy nha. Còn cái càng cua của nó thì đây em quay chi tiết các bác xem còn rất là đẹp nha. Đây, càng cua của nó này còn rất là đẹp này, zin 100% nha. Mình nhìn lõi dây của nó này. Đây, em quay các bác xem. Đấy, càng cua của nó đây. Bởi vì không phải là lúc nào các bác cũng có thể lựa chọn và được những cái sản phẩm mà khách người ta nâng cấp như thế này đâu. Rất là hiếm. Các bác nhìn nè. Đó, các bác nhìn nè. Lõi dây của nó này. Đó, dây của nó thằng này lõi phải 8 chấm nha các bác. Các bác nhìn nè. Đấy, rất là chất lượng và cái cặp này thì siêu hiếm ở cái thời điểm hiện tại rồi. Đó, cặp này thì các bác cứ tham khảo là nếu một cặp này thì bây giờ ở Việt Nam mình nó cũng không có nhiều đâu. Không có nhiều bác sử dụng được những cái dòng dây loa là BS này đâu. Bác làm đánh GB cái dòng này cũng cực kỳ là hay, tan loài BV kép thì
quay cái chê rồi. Hàng của nó là hàng nguyên bản hết 100% nha, dây zin 100%, đầy đủ bao bì các bác. Bao bì thì các thằng là BS này nó chỉ có cái đây, nó chỉ có cái túi bao bì của nó với này, cái tem của hãng giới thiệu của hãng thôi, chứ nó không có gì nhá. Đấy, dài 3 m, 40 triệu, ở chơi đúng 2 tháng lỗ 15 triệu. Bác là theo dõi kênh mình, em bác khách ở quận 7 này, bác đúng gọi là cứ lâu lâu là bác lại cầm ra, bác cái có gì mới là bác cái lấy, bác lại nâng cấp, bác lại chơi chán, bác lại thành lý rồi các bác. Đó, người ta chơi trải nghiệm âm thanh các bác. Về nhà bác cái 7-8 dàn cơ, nó rất là nhiều. Các bác nhìn chưa? Đó. Cực kỳ là đẳng cấp nha. Dây dài 3 m. Đó, dây còn rất là đẹp, thân dây của nó đây. Đây nhìn được thân dây của nó này, để em quay gần cho các bác xem. Đó. Thân dây bên này cũng vậy. Đây, thân dây của nó này. À, nhìn chưa? 3 mét một sợi nha. Rồi, thì bác ấy vừa cầm ra thì cũng nên tranh thủ clip cho tất cả các bác đấy. Bác nào có nhu cầu thì có thể alo em nha. 2 cặp 3 lăng. Đấy. 2 cặp 3 lăng này. 2 cặp 3 lăng kim bơ KS 1136 là những bác nào đánh mono block nha. Thì thường là đánh 2 cặp như thế này. Đấy, cặp này thì trước bác ấy lấy thì giá của nó thì cũng tương đối cao, 24 triệu và bác có bán 16 triệu một cặp á. Đây là cái mức giá mà bác ấy đưa ra để em đăng lên cho các bác ấy thôi, em đăng dùm bác ấy thôi nha. Chứ còn bác nào có nhu cầu thì bác thích mặc cái gì thì đấy là việc của các bác, em có thể cho số trực tiếp của khách. Nhưng mà thường là trước giờ đăng lên như thế này thì bác ấy cũng không có bớt đâu. Đó, coi nhìn nha. Này. Đấy, 3 lăng kim bơ KS 1136. Cực kỳ đẳng cấp nha. Đó, coi nhìn nha. Đấy, và cặp dây loa là BS Black 2. Đó. Thì sau cùng em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên em Huy Cường Audio nhé.